Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu. Thì căn nhà này đang tọa lạc ở khu vực phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và cũng thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì ở đây là đường Trần Vĩnh Khiết. Số nhà là đây là cái số nhà ha. 73 xẹt 19 thì nhà quay về hướng Tây Bắc. Lộ giới trước nhà hiện thời lộ giới 2,5 m. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến nhà này mình đến coi thực tế khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Thì diện tích của căn nhà bề ngang 4 m, chiều dài 12 thì chấm 5 thì 48 m, sử dụng một trệt một lầu thì 96 m². Pháp lý là sổ hồng thổ cư. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm một nhà một trệt một lầu sổ hồng thổ cư thì tham khảo căn này. Trong phòng khách tặng nội thất cho quý cô chú anh chị em mình là một cái sở hữu là một cái bộ ghế salon, và trong chỗ này thì có kệ để tivi, trưng đồ nữa ha. Còn phía trong không gian bếp thì tặng bộ ghế bàn ăn 4 ghế. Đây là phía phòng khách của căn nhà. Thì nhà này tặng 6 cái quạt treo tường, mấy bức tranh. Coi quay trong nhà có gì tặng mấy ha. Đây là không gian bếp. Nhà thì dán gạch lên 1,2 m toàn căn nhà. 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Bán kính trong vòng 500 m thì đầy đủ tiện ích hết, tới chợ An Bình và người chợ nổi cái răng cũng kế bên. Đại học Y Dược thì 1,5 km, Đại học FPT thì cũng khoảng 1,5 km. Thì từ đây quay ra hướng trước nhà thì nhà quay về hướng Đông Bắc. Lộ giới trước nhà lộ giới 2,5 m, cách lộ ô tô chưa đến 100 m là tới lộ ô tô, là đường Trần Vĩnh Khiết ha. Cách đường Trần Vĩnh Khiết khoảng 100 m. Nhà có sân phía trước và hàng rào rất là chắc chắn, nhà mới 99%. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm mình đến coi thực tế khi gửi chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá dao động sở hữu chỉ là 2 tỷ 150 triệu sở hữu ngay căn nhà này. Nhà thì có tặng 2 cái máy lạnh trong 2 phòng ngủ. Đây nhà vệ sinh trên lầu ha. Phòng ngủ phía trong thì cũng rất là rộng rãi luôn, có màn che cửa sổ đồ luôn ha. Đây là cái máy lạnh. Còn phía trước này là một phòng ngủ ở phía trước này luôn. Phòng ngủ nào cũng rất là rộng rãi. Phòng ngủ phía trước này mình có thể, nếu gia đình có thờ cúng thì cũng có chỗ thờ cúng ha. Cửa phòng thì cửa gỗ. Đây, máy lạnh mới 100% luôn ha. Mới lắp luôn. Quạt trần cũng mới luôn. Màn che cửa đồ đầy đủ luôn. Đây có thể mình thờ cúng thì để ngay góc bên đây ha, là sao thì tùy theo gia đình sắp xếp. Đây nhà cửa khu vực rất là đông đúc, hướng này sẽ đi ra đường Trần Vĩnh Khiết khoảng chưa tới 100 m là tới đường Trần Vĩnh Khiết. Chút xíu sẽ đi cái đường ra cho quý chú anh chị em xem luôn. Thì chủ mong muốn căn nhà này bán với giá là 2 tỷ 150 triệu sở hữu ngay căn nhà này. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì mình đến coi thực tế. Cửa trên cũng là cửa 4 cánh luôn nha, nhưng kính cường lực rất là sáng, có thể là có che màn đồ đầy đủ, có màn che lại đầy đủ ha.
Đó, đây là cửa phía trước của căn nhà ha. Rồi để xuống chạy cái đường đi ra cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Trần thì đóng trần thạch cao ở trên lầu nha. Này thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nhà bán kính trong vòng 500 mét cũng đầy đủ tiện ích hết. À, một trệt một lầu, hai phòng ngủ rất là rộng, hai máy lạnh, bốn cái quạt trần, một bộ ghế salon, bộ ghế bàn ăn cơm, bàn ăn ở phía sau. Còn phía trước thì sân đậu xe phía trước, hành lang phía trước khoảng 2 mét nữa ha. Nhà rất là cao ráo, nhà này không ngập nước. Cao hơn những nhà hàng xóm đến khoảng 5 tấc luôn. Cao hơn đường cũng cả 5 tấc ha. À, thì đây đi dài vô đi ra thì ra đường Trần Vĩnh Khiết. Thì để chạy cái đường đi ra cho quý chú anh chị em mình xem luôn. Đây là cái đường đi ra nè. Đây ra đó, dòm ra thấy xe chạy ngoài đó chưa tới 100 m là tới đường Trần Vĩnh Chiết rồi. Nhà cửa thì khích gịch hết trơn ha. Hướng đi vô trong sẽ đi ra đại học đường Nguyễn Văn Cừ, đại học đi vượt là đại học FPT, còn hướng ngược lại thì sẽ đi ra đường 3 tháng 2 đầu 6 nha. Thì chạy ra chút xíu là nữa là tới rồi ha. Rồi xin chào, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem.